chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong căn hộ studio nằm ở tòa S105 phân khu The Rainbow nằm trong Vinhomes Grand Park quận 9. Thì hôm nay Khoa nhận đi quay một video để nhận chuyển nhượng cho căn studio này. Căn studio này 28m2 nha các anh chị. Đây. Thì đây là một trong những căn studio mà đẹp nhất, có cái view toàn luôn, view sẽ không bị trắng. Và ngoài ra đây là nó vuông vức, cái diện tích khá là vuông vức và không bị trắng view. Còn những căn studio khác thì sẽ bị trắng phân nửa cái hành lang, phân nửa cái phòng ngủ, phòng khách của mình. Đó, đây, từ ở cửa vào chúng ta có bếp ở bên tay phải, nhà vệ sinh ở bên tay trái. Đây là trang thiết bị nhà vệ sinh các anh chị. Đây. Thì nhà vệ sinh chủ đầu tư bàn giao là sẽ không có cửa kính cái phòng tắm đứng, chúng ta về chúng ta phải làm thêm. Đây là cái chỗ bên tay phải khi mà bước vào, đó là cái bộ bếp. Thì chủ đầu tư không bàn giao bếp nhưng mà đã có những trang thiết bị gắn trước cho mình. Đường ống thì thẳng qua là chúng ta có một cái lô gia, nhưng mà thật sự cái lô gia này chúng ta có thể làm được cái ban công, có thể gọi là cái ban công nha các anh chị, tại vì cái lô gia này khá là thoáng đây nè. Đó, lô gia khá là rộng và chúng ta có thể xem là cái ban công luôn. Chứ có những cái lô gia của những căn khác thì hầu như giống như là bó ở một khu vực mà hẻo lánh gì đó. Thì cái đó là cái điểm trừ của những căn đó, mà đây là điểm cộng của căn này. Đây, bố trí cục nóng ở ngoài đây. Đây, đây chúng ta đi ra ngoài chúng ta xem. Ở đây là chúng ta cái trục đường Nguyễn Xiển này các anh chị, đây là Nguyễn Xiển của chúng ta nè. Đó, qua đây thì đây là khu sân góp Thủ Đức, ở đây cái mảng xanh đó. Rồi đi về phía bến xe miền Đông, đây là cái lối vào bên trong. Khi mà cái lối vào chính của chúng ta ở đây, cái trục đường này Nguyễn Xiển đi vào bên đây, chúng ta sẽ đi tới những cái phân khu S2, S3, S5 ở bên kia. Đây là cái tầng trung cao nha các anh chị, nên chúng ta thấy là khá là thoáng á, bên dưới. Đây là sẽ không bị không có cao lắm nè, từ trên đây nhìn xuống. Đây, đó, khá là vuông vức anh chị, và được tặng máy lạnh. Thì viên chơi sang luôn là căn studio tặng tới 2 máy lạnh luôn. Thì ghê, view này rất là thoáng nè. Ban ngày của chúng ta lấy ánh sáng tự nhiên. Và bây giờ là giờ chiều nè anh chị, là chúng ta không bị nắng sáng nha, nắng chiều chứ. Có nghĩa là ở đây, cái căn này là chúng ta sẽ bị nắng chiều, nhưng mà nắng chiều từ ở phía bên kia, những căn góc này sẽ bị nắng chiều, còn bên đây là sẽ không bị nắng chiều nha. Đây anh chị nhìn tổng thể cái khu của chúng ta. Anh chị nào đang quan tâm về căn hộ studio này thì hãy liên hệ nhanh với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55 để được tư vấn thêm. Bởi vì chủ đang bán cái căn này mới mức giá là khá là hợp lý. Các chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại 0979 67 66 55 cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Ngoài ra Khoa đang nhận booking cho phân khu The Origami S6 và S10. Ngoài ra cái rổ hàng vẫn còn S8, S7, S9. Cùng thời điểm này thì phân khu Master Ride Center Point, phân khu 3 vẫn đang tiếp tục nhận booking cho đợt mở bán tiếp theo, và rổ hàng vẫn còn những căn còn lại nha các anh chị.
Còn về nhà phố Manhattan, Manhattan Glory hiện rổ hàng cũng đang bung ra liên tục, và tỷ lệ chốt căn của các đại lý cũng liên tục luôn. Và chính sách bán hàng rất là tốt trong giai đoạn này. Vin hỗ trợ lãi suất 0% 36 tháng. Chủ đầu tư, ngân hàng, ngân hạn gốc trong 36 tháng luôn. Có nghĩa là chúng ta đóng 20%, chúng ta ký hợp đồng mua bán thì được hỗ trợ cho vay 80%. Thì chúng ta đóng 20% thôi, ký hợp đồng mua bán, và trong 3 năm sau chúng ta mới bắt đầu đóng lãi và gốc. Đó là cái chính sách hỗ trợ vô cùng tốt trong cái thời điểm hiện nay. Và cái số lượng căn thì ngày càng vơi đi như các anh chị, tại vì đó nhà phố mà. Cứ qua vài ngày là chúng ta đã mất đi hết một số căn rồi. Thì tới đây Khoa xin tạm ngưng video clip. Các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho tôi chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa và vui lòng đăng ký subscribe để theo dõi các video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.